Xin chào các bạn. Mùa này các bạn ở nhà nhiều đúng không? Đừng lo lắng nha. Hôm nay Mật Ngọt TV sẽ hướng dẫn các bạn 1001 kiểu mức áo sơ mi hay ho để các bạn dù ở nhà thì vẫn vui. Bắt đầu thôi. Cách. Chúc các bạn thực hiện thành công nha. Bye bye. Đừng quên like và subscribe Mật Ngọt TV nhé.